Bicho. Vì sao danh họa Salvador Dali ghét bỏ chị gái của mình? Trước khi gặp Gala, người được Salvador Dali luôn nghĩ tới và coi là tình yêu của cuộc đời ông. Vị họa sĩ người Tây Ban Nha nổi tiếng này đã nhờ chị gái là Ana Maria làm mẫu cho bức tranh của ông. Ana đã làm mẫu cho bức tranh Cô gái bên cửa sổ và khi đó Salvador Dali hoàn thành tác phẩm khi mới tròn 21 tuổi. Tuy nhiên, ngay sau khi ông vẽ xong bức tranh này, mối quan hệ giữa ông và chị gái của mình bắt đầu xấu đi. Cụ thể, không rõ nguyên nhân gì mà Dali đã viết vào trong một bức tranh của ông. Đôi khi tôi nhổ vào bức chân dung mẹ tôi và điều đó mang lại cho tôi sự hài lòng. Thậm chí trong nhiều năm sau, Ana cũng không thể tha thứ cho Dali vì điều này xúc phạm tới mẹ của họ. Sau đó, vào năm 1949, cô chị đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề Salvador Dali nhìn qua đôi mắt của chị gái. Cuốn sách không có chứa đựng sự khen ngợi hay ngưỡng mộ nào và nó đã khiến Dali tức giận. Vào năm 1954, người họa sĩ này đã vẽ một bức tranh biếm họa tương tự gần như tác phẩm Cô gái bên cửa sổ. Có người cho rằng đây là cách trả thù của vị họa sĩ tài hoa về cuốn sách của người chị gái. Icarus ở đâu trong bức tranh nổi tiếng Landscape with the Fall of Icarus? Bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Peter Bruegel the Elder ẩn giấu nhiều bí mật và nhiều trong số đó vẫn còn chưa được tiết lộ. Tác phẩm này có hai lời giải thích gây tranh cãi. Người đầu tiên cho rằng cái chết của một người không thể ngăn được dòng chảy của cuộc sống ngừng lại, ngay cả cái chết của một nhân vật liều lĩnh và dũng cảm như Icarus. Đó là lý do tại sao ở phần phía trước của bức tranh, chúng ta trông thấy một người làm việc cày cấy, trong khi chính Icarus lại ẩn ở trong góc dưới cùng bên phải của bức tranh. Không ai chú ý tới anh, nhưng cuộc sống khắc nghiệt đang diễn ra. Trong khi đó, lời giải thích thứ hai cho rằng, cái chết của Icarus là minh chứng cho thấy một người đang phấn đấu cho những thành tựu mới. Các sử gia về nghệ thuật cho biết họ đã tìm ra có một bản vẽ không liên quan gì đến kỹ thuật của nghệ sĩ ở đằng sau bức tranh. Điều này có nghĩa là bức tranh này có thể là một bản sao trong khi bản gốc chưa được lưu lại. Ngược lại, một số chuyên gia khác tin rằng bức tranh nổi tiếng trên là bản gốc và được Bruegel vẽ trên nền gỗ, sau đó được chuyển sang vải. Tiếc rằng không ai có thể hỏi về tác phẩm thực sự của bức tranh, nhưng tất cả mọi người đều có thể thưởng thức kiệt tác này ở Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia ở Brussels, Bỉ. Young Woman Borrowing Herself. Người phụ nữ trẻ và bức chân dung tự họa của họa sĩ George Seurat được giấu trong bức tranh. Bức tranh này mô tả người yêu của họa sĩ, nàng tên là Madeleine Knobloch. Thể loại chân dung này không bình thường đối với họa sĩ người Pháp George Seurat. Đây có lẽ là tình yêu đã truyền cảm hứng cho ông vẽ bức chân dung này. Dù cho đến khi George Seurat qua đời, cũng không ai có thể đoán được rằng người phụ nữ trong tranh có thực sự là tình nhân của ông hay không. Seurat là người rất kín đáo và không chia sẻ về đời sống cá nhân của mình, ngay cả đối với những người bạn thân. Tuy nhiên, có một chi tiết ít người nhận ra, đó là ban đầu người họa sĩ này vẽ chân dung tự họa của mình trong cửa sổ nơi ông đang nhìn người yêu. Nhưng sau đó, nghe theo lời khuyên của một người bạn mà ông đã thay thế bức chân dung bằng những bông hoa ở trong bình. Làm thế nào mà danh họa Raffaello Santi có thể giấu mình và những người bạn nổi tiếng ở trong bức bích họa? Một trong những kiệt tác thời phục hưng nổi tiếng nhất là bức bích họa nổi tiếng của danh họa kiến trúc sư nổi tiếng người Ý Raffaello Santi. Tác phẩm có tên gọi là School of Athens, Trường học Athens, thực sự ẩn chứa nhiều điều ngạc nhiên. Cụ thể, họa sĩ Raffaello Santi đã ngầm cho một số bạn bè nổi tiếng của ông vào trong bức bích họa, bên cạnh hình ảnh của các nhà tư tưởng và nhà khoa học vĩ đại. Chẳng hạn, bạn có thể nhìn thấy Heraclitus qua một nhà triết học Hy Lạp cổ đại.
Người bạn là họa sĩ thiên tài Leonardo da Vinci qua hình vẽ về nhà triết học Plato. Hay chính bản thân người họa sĩ cũng có thể được nhìn thấy trong hình ảnh của Apelles, một họa sĩ của Hy Lạp cổ đại. Bí ẩn của bức tranh Woman at a Window của họa sĩ giấu mặt. Bên trái là hình ảnh của bức tranh trong quá trình phục hồi và có thể nhìn thấy lớp sơn lót. Trong khi đó, ở bên phải là khung hình sau khi khôi phục. Bức họa về người phụ nữ bên cửa sổ thuộc về một người họa sĩ bí ẩn không rõ danh tính và nó được lưu giữ ở trong phòng trưng bày quốc gia London. Tuy nhiên, có một sự thật là bức tranh ẩn chứa một câu chuyện rất thú vị. Theo đó, vào năm 1978, bức tranh đã được gửi đi để phục hồi. Đây là một thủ tục thông thường đối với những kiệt tác nghệ thuật. Tuy nhiên, trong quá trình phục chế, các chuyên gia đã phát hiện ra rằng có thêm một lớp ẩn ở bên dưới lớp sơn lót. Bức tranh không phải có một phông nền tối. Kỳ thực, cô gái trong tranh có mái tóc màu vàng chứ không phải màu nâu như ban đầu. Đặc biệt, cô gái còn có đôi mắt và quần áo khác lạ. Theo các chuyên gia, bức tranh có thể đã được sửa chữa để phù hợp hơn với các giá trị của thế kỷ 19. Bức tranh The Girl with a Pearl Earring, cô gái với một bông tai ngọc trai. Một nghiên cứu gần đây về bức tranh nổi tiếng nhất của họa sĩ người Hà Lan Johannes Vermeer đã phát hiện ra rằng ngọc trai trong bức tranh có lẽ không phải là hàng thật. Có lẽ đây là một viên ngọc nhân tạo làm bằng thủy tinh hoặc thiếc. Các nhà khoa học đã không thể tìm thấy sự cố định của bông tai trong bức tranh và thực tế là không có vòng lặp kết nối tai và bông tai. Đây thực sự là loại hình trang trí gì và hình thức ban đầu của nó dường như câu hỏi mà chưa ai có thể tìm ra câu trả lời. Những gì được mã hóa trong một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của Paul Gauguin? Bức tranh lớn này có cái tên kỳ lạ là Where Do We Come From? What are we? Where are we going? Tạm dịch, chúng ta đến từ đâu? Chúng ta là gì? Chúng ta đang đi đâu? Cao khoảng 1,5m và dài khoảng 3,65m. Trên thực tế, trong bức tranh này còn ẩn chứa một số điểm rất thú vị dưới đây. Trẻ sơ sinh tượng trưng cho một linh hồn đang ngủ trước khi được hóa thân trần thế. Người đàn ông tuốt trái cây tượng trưng cho khát vọng muốn học hỏi một điều gì đó. Người phụ nữ da đen tượng trưng cho một linh hồn ở giai đoạn phát triển cao nhất. Người phụ nữ già tượng trưng cho thực tế rằng cơ thể sẽ chết. Sau khi họa sĩ Gauguin hoàn thành bức tranh này, ông đã cố tự tử nhưng không thành công. Trong những năm cuối đời, người họa sĩ này đã phải trải qua cuộc sống nghèo khổ và cuối cùng ông qua đời vì nhiều bệnh khác nhau. Đáng tiếc là những tác phẩm của Gauguin được thế giới công nhận và đánh giá cao sau khi ông đã qua đời nhiều năm.